Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ân Tiến. Và ngay trên tay mình đây, đó chính là chiếc TicWatch Pro 3 GPS, một sản phẩm mà mình đã trải nghiệm và sử dụng trong vòng 6 tháng vừa qua. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn về những ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm này để các bạn có thể đưa ra sự lựa chọn là chúng ta có nên mua chiếc đồng hồ này ở thời điểm hiện tại hay không nhé. Không để các bạn chờ đợi lâu nữa, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói về ngoại hình và thiết kế của sản phẩm. Cá nhân mình thấy rằng thì đây là một sản phẩm có thiết kế rất đẹp và bắt mắt. Chúng ta sẽ sở hữu một chiếc đồng hồ có viền benzen được làm bằng chất liệu thép không gỉ. Và phần còn lại của chiếc đồng hồ này, phần vỏ bên ngoài thì chúng ta được làm bằng chất liệu nhựa polycarbonate. Bằng một cách nào đó thì những vật liệu này thì sẽ có một độ bền cũng như là độ cứng cáp nhất định. Bởi vì trong quá trình sử dụng thì không ít lần mình đã va chạm trên chiếc đồng hồ này rồi. Nhưng như các bạn đã thấy thì trên chiếc đồng hồ này vẫn không có một vết xước nào cả và em nó hoàn toàn như mới. Ở phía hai bên hông thì chúng ta sẽ sở hữu hai cái nút phím cơ được làm bằng chất liệu thép không gỉ. Và phía đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái phần gọi là chân sạc nhé. Phần chân sạc này thì chúng ta sẽ sử dụng kiểu sạc đó là 500. Các bạn chỉ đặt vào thôi là nó đã hút rồi. Tiếp đến thì ở bên cạnh phần chân sạc thì chúng ta sẽ có phần cảm biến để hỗ trợ về đo nhịp tim cũng như là nồng độ oxy trong máu SpO2. Chiếc đồng hồ này có kích thước là 47mm và độ dày của em nó là 12mm, nhưng trọng lượng chỉ rơi vào khoảng 42g mà thôi. Và mình thấy rằng đây là một trong những cái chiếc đồng hồ để lại cho mình khá nhiều ấn tượng về trọng lượng của em nó. Bởi vì như các bạn đã biết ý, thì trong những chiếc đồng hồ có kích thước là 47mm thì thường sẽ có trọng lượng lên tới là 50g. Có thể nói cụ thể hơn đó chính là Forerunner 945 của Garmin. Mà trong khi đi em nó thì hoàn toàn được thiết kế bằng chất liệu polymer cốt sợi và phần vỏ cơ. Còn ở trên chiếc đồng hồ TicWatch 3 này thì chúng ta được sở hữu viền benzen được làm bằng chất liệu thép không gỉ, nhưng trọng lượng của em nó thì rơi vào khoảng 42g mà thôi. Như vậy có thể thấy rằng là với trọng lượng 42g cho kích thước 47mm là một trong những con số vô cùng ấn tượng. Về phần dây đeo, ngay từ lần đầu tiên mình nhìn vào cái phần dây đeo này thì mình đã nghĩ rằng là chiếc đồng hồ này sở hữu cái phần dây là bằng chất liệu da cơ. Nhưng khi mình chạm vào thì nó lại làm bằng chất liệu silicon. Cá nhân mình thấy rằng là với chất liệu silicone này và phần thiết kế nó giống như là một chiếc dây da ấy, nó sẽ mang lại một cái nhìn rất là bắt mắt và sang trọng và chúng ta có thể ứng dụng nhiều trong cuộc sống. Ví dụ như là các bạn có thể mang đi làm này, đi học này, hay thậm chí là chúng ta vẫn có thể sử dụng khi mà tập luyện thể thao, bởi vì cái dạng dây silicone này để mà tập luyện thể thao thì gần như là không có đối thủ rồi. Và dạng dây này là dạng dây quick release nhá, và nó có kích thước là 22mm. Các bạn có thể dễ dàng thay thế dây bằng cách là nạy cái chốt này ra và thay thế vào là xong thôi. Và điểm cuối cùng mình muốn chia sẻ nữa đó chính là về khả năng kháng nước. Theo như TicWatch công bố thì trên chiếc đồng hồ này được sở hữu khả năng kháng nước là IP68. Như vậy đồng nghĩa với việc là các bạn có thể đi bơi hồ cùng với em nó, chỉ cần chắc chắn là các bạn không lặn quá sâu đâu. Bởi vì khả năng kháng nước IP68 thì sẽ có một khả năng kháng nước nhất định mà thôi. Tiếp đến thì mình sẽ cùng nói về phần màn hình nhé. Mình thấy rằng đây là một chiếc đồng hồ vô cùng đặc biệt bởi vì em nó sở hữu lên đến hai màn hình luôn. Ở phần trên thì chúng ta sẽ có một màn hình LCD có độ phân giải thấp và ở nằm ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một màn hình AMOLED với độ phân giải cao. Mình thấy rằng đây là một thiết kế khá là thông minh bởi vì ở trên màn hình LCD có độ phân giải thấp này thì chúng ta có thể để ở trong chế độ Always On Display, nghĩa là luôn luôn hiển thị, thì giúp các bạn có thể dễ dàng xem được các thông số cơ bản, ví dụ như là về ngày tháng này, giờ giấc này, rồi bước chân này, mà sẽ không hao pin quá nhiều đâu. Còn trong khi đó thì với cái màn hình AMOLED ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có bộ màn hình có độ phân giải cao, hình ảnh sắc nét và vô cùng bắt mắt. Về cá nhân mình đánh giá thì về chất lượng của màn hình này có thể cạnh tranh hoàn toàn với cả chất lượng ở trên màn hình của Apple Watch Series 6 hay là trên chiếc Venue 2 đến từ thương hiệu Garmin. Và để kích hoạt được cái màn hình này thì các bạn chỉ cần sử dụng các phím cơ hoặc là lắc cổ tay lên là đã có thể sử dụng được màn hình này rồi. Trên chiếc TicWatch Pro 3 này thì chúng ta sẽ được trang bị cái chip có tên là Snapdragon 4100 và họ chạy cái hệ điều hành là Wear OS. Trong quá trình trải nghiệm và sử dụng trong khoảng thời gian 6 tháng vừa qua thì mình cực kỳ hài lòng với chiếc đồng hồ này bởi vì em nó có thể gọi là phản hồi lại mệnh lệnh của mình ngay tức khắc mà hoàn toàn không có độ trễ hay độ lag nào cả. Ngoài ra thì với bộ nhớ trong lên đến 8GB có thể hỗ trợ các bạn có thể lưu trữ nhạc offline bên trong chiếc đồng hồ này luôn. Hơn thế nữa thì chúng ta có thể khai thác rất nhiều công cụ hỗ trợ ở trên cái CH Play hay là Google Store ấy. Ở trên này thì mình đã khai thác được đó chính là chúng ta sẽ có rất nhiều các cái công cụ để hỗ trợ về việc nghe nhạc trực tuyến, ví dụ như là YouTube hoặc là Spotify. Nhưng điều đáng buồn ở đây ấy, đó chính là ở trong cái mục Spotify thì chúng ta vẫn chưa được hỗ trợ về việc nghe nhạc offline. Có nghĩa là khi các bạn muốn nghe nhạc ở trên Spotify ấy, thì chiếc đồng hồ này chỉ đóng vai trò như là cái việc điều khiển được cái điện thoại của bạn từ xa mà thôi. Và bạn sẽ vẫn phải kết nối giữa đồng hồ và điện thoại để sử dụng Spotify nhé. Ngoài ra thì ở trên chiếc đồng hồ này còn được trang bị rất nhiều công cụ để hỗ trợ trong cuộc sống. Ví dụ như là về thời tiết này, rồi máy tính này, cũng như là về cả Google Dịch nữa để hỗ trợ trong cả công việc và cuộc sống hàng ngày của bạn.
Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng nói về các tính năng theo dõi hoạt động hàng ngày cũng như là về sức khỏe nhé. Trên chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ được trang bị rất nhiều tính năng độc quyền đến từ TicWatch, có thể kể tới đó chính là TicHill, dùng để hỗ trợ theo dõi hoạt động hàng ngày. Tại đây thì các bạn sẽ có được bước chân này, calorie tiêu thụ này và số phút hoạt động tích cực. Tiếp đến là chúng ta sẽ có tích exercise. Chúng ta sẽ có hơn 20 môn thể thao khác nhau, ví dụ như là chạy bộ trong nhà, chạy bộ ngoài trời, đạp xe trong nhà, đạp xe ngoài trời, HIIT hay đó chính là về bơi hồ. Nhưng mình thấy rằng là ở phần tích exercise này nó khá là giới hạn, bởi vì chúng ta sẽ không thể nào mà có thể thêm được trường dữ liệu ở bên trong chiếc đồng hồ này, hay là chúng ta muốn thay đổi vị trí của các trường dữ liệu thì cũng sẽ không được nhá. Ngoài ra thì bẻ kể tới trên chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có thêm những cái tính năng để hỗ trợ về theo dõi sức khỏe nữa, đó chính là tích pulse dùng để đo được cái nhịp tim, tích oxygen để hỗ trợ đo nồng độ oxy trong máu này, tích breathe dùng để hỗ trợ theo dõi về nhịp thở này, và ngoài ra thì chúng ta có cả tích hearing để hỗ trợ về việc đo tiếng ồn ở thời điểm hiện tại của bạn. Nhìn chung đến trên chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ được trang bị rất nhiều công cụ để hỗ trợ về theo dõi hoạt động hàng ngày và sức khỏe ở mức cơ bản. Tiếp đến đó chính là về phần thể thao nhé. Ở phần thể thao thì như mình đã chia sẻ ở phần tích exercise rồi thì nó sẽ có một vài cái giới hạn, và cụ thể nhất đó chính là ở trong phần chạy bộ. Phải kể tới là trên chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ vẫn được trang bị những cái thông số cơ bản. Phải kể tới đó chính là về khoảng thời gian hoạt động này, tốc độ này, nhịp độ này, nhịp tim này, bản đồ này. Nhưng chúng ta sẽ không thể nào mà thêm được các cái trường dữ liệu khác mà chúng ta muốn cho trên chiếc đồng hồ này. Hoặc là các bạn muốn thay đổi vị trí của các trường dữ liệu, ví dụ như là các bạn muốn đưa nhịp tim lên trên hoặc là cho nhịp độ xuống dưới chẳng hạn, thì chúng ta sẽ không làm được điều đó nhá. Thì cái này nó sẽ hơi hạn chế một chút. Hơn thế nữa là chúng ta cũng sẽ không thể nào mà có thể xuất được cái file mà chúng ta vừa hoạt động ra ngoài. Như vậy nếu bạn muốn chia sẻ về thành tích hoạt động của mình cho những người khác ấy, thì các bạn chỉ có thể chụp ảnh lại mà thôi. Ngoài ra thì mình thấy rằng là trên chiếc đồng hồ này họ cũng sẽ có một vài cái yêu cầu về thông tin cá nhân của bạn, nghĩa là về độ tuổi này, chiều cao, cân nặng, cũng như là mục đích của bạn đang muốn tập luyện thể thao, đó chính là bạn muốn duy trì sức khỏe, muốn giảm cân hay là muốn bodybuilding ấy, thì trên chiếc đồng hồ này cũng sẽ có những cái gợi ý để giúp các bạn có thể làm được điều đó. Và mình đánh giá rằng là với cái những tính năng như trên thì nó sẽ rất là phù hợp với những bạn nào đang muốn tìm kiếm một chiếc đồng hồ có hỗ trợ về theo dõi tập luyện thể thao ở mức cơ bản. Nếu như ở trên Garmin chúng ta có Garmin Connect này, Fitbit sẽ có Fitbit app này, thì ở trên chiếc đồng hồ TicWatch này thì chúng ta sẽ có một công cụ có tên là Wear OS. Với công cụ này sẽ hỗ trợ các bạn có thể liên kết giữa điện thoại thông minh và đồng hồ. Tại đây thì sẽ thông báo cuộc gọi đến này, tin nhắn đến này, và giúp các bạn có thể tinh chỉnh được một vài các cái setting cũng như là hệ thống ở trên chiếc đồng hồ này, ví dụ như là mặt đồng hồ chẳng hạn. Tiếp đến phải kể tới đó chính là ở trên điện thoại thông minh của chúng ta sẽ có thêm một ứng dụng có tên là Google Fit. Tại đây thì sẽ giúp các bạn có thể đồng bộ được các hoạt động trong ngày cũng như là về tập luyện thể thao, để giúp chúng ta có cái nhìn khái quát hơn. Suốt nãy giờ thì chúng ta đều nói về điểm mạnh rồi đúng không? Về bây giờ thì mình sẽ nói về cái nhược điểm của em nó nhá. Đầu tiên đó chính là về kích thước. Kích thước của chiếc đồng hồ này chỉ có một cỡ duy nhất, đó chính là 47mm. Và với kích thước này thì nó chỉ thường dành cho nam giới mà thôi. Nó sẽ hơi hạn chế khi dành cho những người có cổ tay nhỏ hoặc là cho các chị em. Thứ hai đó chính là về phần tập luyện thể thao. Chiếc đồng hồ này thì sẽ hỗ trợ chúng ta ở mức cơ bản mà thôi, như mình đã chia sẻ phần trên rồi. Với mức giá của sản phẩm ở thời điểm hiện tại là 6.9 triệu thì chúng ta sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một sản phẩm mà để hỗ trợ về tập luyện thể thao chuyên sâu thì các bạn có thể cân nhắc những cái sản phẩm đến từ thương hiệu Garmin, ví dụ như là Forerunner 245 Music chẳng hạn. Còn nếu mà các bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ smartwatch mà hỗ trợ cho cái việc theo dõi tập luyện thể thao cơ bản thì đây là một sản phẩm các bạn nên cân nhắc. Và vừa rồi là một vài thông tin về chiếc TicWatch Pro 3 GPS. Có thể thấy rằng mình đánh giá đây là một chiếc đồng hồ smartwatch có thiết kế rất là ấn tượng, từ phần vỏ bên ngoài này cho đến phần màn hình ở bên trong. Chiếc đồng hồ này sẽ phù hợp đối với những bạn nào đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ thông minh có cái thiết kế bắt mắt này và hỗ trợ theo dõi sức khỏe cũng như là tập luyện thể thao ở mức cơ bản, thì đây là một sản phẩm các bạn nên cân nhắc nhé. Với mức giá ở thời điểm hiện tại là 6.990.000 đồng thì mình thấy rằng là đây là một sản phẩm rất đáng trong mức giá của em nó. Tất nhiên thì sản phẩm này đều đang có sẵn tại các showroom của An Tiến rồi. Nếu bạn có câu hỏi gì hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.